Khát nước quá. Cái gì thế này? Mình biến thành người cá mất rồi. Cái gì thế này? Biến thành người cá mất rồi. Thật là khó chịu quá đi. Tự nhiên biến thành người cá như thế này thấy hơi ngạc nhiên. Bây giờ thì uống nước như thế nào bây giờ? Mát quá, phải cung gấp độ ẩm nước cho cơ thể. Vui quá. Thằng Xin cũng biến thành người cá rồi. Này, cậu có ổn không đấy? Tớ cứ ổn. Nín nha, leo lên thì hơi khó một tí. Khó vì nó trơn, trượt xuống rất là thích. Tớ làm mai người cá có được. Ủa, nhìn thú vị phết đấy nhở. Mình cũng phải chờ mới được. Kê kêu với ki. Đi đôi chân này bay trên đất liền là hơi khó đấy. Nhưng mà khó tầm này thì... vui quá kê kêu với ki. Này, tớ sẽ ra công viên nước chơi. Muốn đi cùng không? Công viên nước á? Thích quá, thích quá, thích quá, thích quá đi. Kê kêu với ki. Mình rất là muốn bơi. Cơ mà mình không biết bơi. Này, làm gì có chuyện mà người cá không biết bơi. Mình rất là muốn bơi nhưng mà không biết bơi. Là cậu không biết bơi á? Cậu không nói dối đúng không? Này Phạc Sĩ, Phạc Xin, cậu không sao đấy chứ? Này Phạc Xin, cậu tỉnh lại đi. Tỉnh lại rồi, ở đâu có chuyện là người cá không biết bơi cơ? Ngủ một đêm ở đây, sao thấy mình biến thành người cá chứ tớ có phải là người cá đâu. Ngủ nhở, tớ cũng ngủ dậy xong thấy mình biến thành người cá như thế này đấy. Hình như là tớ đã uống một lít nước ở đây rồi, no quá. Có thật là chúng ta sẽ như này mãi không mà không quay trở lại được người không? Không trở thành lại được người á? Khoan đã, trong hoạt hình bảo là làm thế nào thì được trở thành người? Trong hoạt hình á? Điều kiện là phải giao dịch với phù thủy và bị lấy mất đi giọng nói. Giao dịch á? Giao dịch thì đúng là chuyên môn của bọn mình rồi mà. Cơ mà bây giờ bọn mình không có gì để giao dịch với phù thủy. Bọn mình sẽ mãi không trở thành lại được người hay sao? Không đi được hay sao? Ngọc trai này, cậu khóc đi. Có ngọc trai đã nói rồi này, cậu cứ đi. Thật á? Đúng rồi này, có ngọc trai thật này. Này, cậu khóc nữa đi, bọn mình sẽ thành đại gia đấy. Quá đáng, cậu đi mà khóc ấy. Tớ chẳng quan tâm đến giàu có đâu, tớ sẽ đi bơi cơ. Thật là làm sao mà tớ khóc được. Tớ là thiên vô địch thiên hạ, không có nước mắt hả? Đi cùng đi. Vê, mình là người cá, mình được bơi. Yeah, kia kêu Vicky. Chào con sò mềm dẻo nhé. Nếu mà bóp đầu cho mềm dẻo như thế này ở bên trong người cá thì sẽ có gì vui nhỉ? Kia kêu Vicky. Mình sẽ chơi cùng với em bạch tuộc này. Nào bạch tuộc ơi, đi thôi, chị không biết bơi, em hãy kéo chị đi. Mệt quá đi. Chơi dưới nước xong là có một bữa ăn trường học này. Vui quá, bữa ăn trường học dành cho người cá này. Đây đều là những món ăn mới nhất đấy. Tất nhiên là chỉ có những đồ ăn mới nhất thôi chứ. Nếu mà không có ý giá là new thì tôi không thể mua. Mì tương đen cay tê này chắc là ngon lắm ý. Mình sẽ ăn món này với mì trộn trước nhé. Mình đã từng thử ăn mì tương đen hộp, chưa có ăn xin la miên. Nó có vị như thế nào nhỉ? Nhìn ngon quá. Cay cay mà ngon ngon. Vị rất là khác so với mì hộp tương đen. Cay đấy nhá, nhưng nó lại không cay như mì trộn cay. Nó có cả vị của mì tương đen nữa. Cơ mà cay. Hơi nước xong mà được ăn mì tôm là ngon nhá.
Vẫn treo là Bim Bim mới nhất này. Nó có vị như thế nào nhỉ? Tò mò quá đi. Thơm mát á. Sao cùng mình lại là rong biển cơ chứ? Món này ở trường suốt ngày ăn mà, mình không thích cái này lắm. Cơ mà là sản phẩm mới nên phải ăn thử mới được. Mình không thích ăn rong biển chiên lắm, nhưng mà cái này rất là ngon, phải ăn thật nhiều mới được. Ôi, nhìn cậu ăn ngon quá, tớ cũng muốn ăn rất ngon này. Vị của nó á, ngọt ngọt cay cay. Cùng giáp vui tai khi nhai. Cuối cùng là món caramel. Caramel dâu tây này rất là mát, ăn chả ngon lắm ấy. Để mình ăn thử nhé. Nó như kiểu sữa chuối. Tớ là xoài 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 xoài. Ai thích xoài nào? Tôi ăn thử nhé. Sụp một cái, đúng đính. Để mình ăn thử miếng caramel nữa nhé. Xoài xoài xoài. Cuối cùng là thành dẻo này. Tớ vừa nảy ra một ý tưởng. Ý tưởng là gì cơ? Liệu chúng mình có ăn được thạch dẻo dưới nước hay không? Ăn thạch dẻo dưới nước á? Xem nào, buồn cười quá. Buồn cười đúng không? Vì bọn mình là người cá nên ăn được đấy. Kiểu Vicky. Để mình ăn thử nhé. Thử đi, xem có ăn được không nhá. Để mình ăn thử nhé. 1, 2, 3. Cậu làm được á, tớ cũng muốn thử, để tớ ăn xem nào. 1, 2, 3. Được đúng không? Vui quá kì kiều Vicky. Công nhận mình vừa đã được ăn rồi này. Này, bọn mình lại chơi dưới nước nữa đi. Bọn mình là người cá mà nị. Đúng là mình là người cá, cơ mà lại không biết bơi. Không sao đâu, cậu có bạn bạch tuộc rồi còn gì. Được rồi, bạch tuộc ơi, chuẩn bị nhé. Đi đến thế giới của nước nào, go go. Người cá hay quá ta, biến thành người cá như này cũng chẳng có vấn đề gì. Bạch Tuộc ơi, em giỏi lắm. Hay quá, hôm nay là một ngày vui. Nè nè, bọn mình cùng nói đại thành công tới nữa đi, vì bọn mình là người cá mà. Đi. Hay quá, hôm nay là một ngày vui. Biến thành người cá và sống sót một ngày. Đại thành công.